Cái cảnh giới rẻ mến chào cả nhà. Thì buổi chiều hôm nay em có giao lưu cái nhà năm góc mai rất là vip, đế đẹp không cả nhà nha. Thì bữa nay là mai đế vip không cả nhà, mời cả nhà đón xem nha. Thì cây có cái mã số là MT1, MT1. Đây là một gốc mai siêu phẩm, một gốc mai siêu phẩm cả nhà, quá cực kỳ, hàng cực kỳ là quái luôn, quá tuyệt vời luôn. Một cây dáng thú mà quái cả nhà nha, rễ quái, cây rất là giót luôn cả nhà, chi chốt rất là nhỏ luôn. Thì cái này em có chỉnh sơn cái, cả nhà có thể anh em có giao lưu về có chỉnh theo thì có theo chỉnh theo yêu cầu luôn, gửi luôn cả nhà nha. Thì cái này có hoành là ngay chỗ cái con này cả nhà, là hoành 51, là trên đỉnh nó cũng 51 luôn, trên đây nghe phần này to nhất là nó cũng 51 luôn. Đó, cây cao là 1m35, cao là 1m35, chi chốt rất là nhỏ luôn nha. Còn cái bầu thì mình thấy rất là nặng, cái bầu này là cái đường kính là 60, còn tính riêng cái bầu rin thôi, còn cái rễ bên đây qua đây nó là 90 đó, để anh em phù hợp về chọn cái chậu nha. Cây này quá độc rồi, cây này bao sống ở nhà nha. Clip hôm nay thì em bao sống cho cả nhà luôn nha, thì những cây mai két bầu rin hôm nay là em bao sống hết luôn. MT1 một cây quá độc luôn cả nhà, nó rất là dốt luôn. Phần này em có giữ một cái làm phần đuôi nè cả nhà, rất là dốt nha. Đó, cây quá ok luôn. Những cái phần này là những cây phần cây đang thay vỏ cả nhà nha. Em đã có tách ra nhưng mà thấy nó lên cái vết thương đó, nên em ngưng không tách nữa. Nó đang thay da đó nên thôi mình để vậy luôn. Tại vì sau này nó tự tự lành, nó tự rớt ra. Sau này để nó già hẳn hạ tách ra. Đó. Phía đây là có những cái phần này lũa sơ thôi. Lũa sơ nói chung là cây đã bao lại hết rồi. Nói chung cây đã bao lại hết rồi. Cây rất là khỏe. Cây rất khỏe ở nhà nha. Rồi quay một vòng với chị, nó rất là độc ở nhà nha. Rồi phía dừng này chị ơi, thôi cái phần này đi cả nhà, thì nó có cái lũa sơ đây, thì mà em chưa có thời gian đục nên đục cho nó mót cho mất cái này luôn cả nhà nha, cho cây liên lạc. Nói chung là cây rất là nhỏ, hai ngón tay để vào nha cả nhà, hai ngón tay để vào. Rồi quay luôn chị, nó phía sau cây rất là lắc lượng cả nhà nha. Nó rồi đó, rồi rồi nó lất lượng, nó mớp méo. Nói chung là cây rất là lực, nó không suông mà nó mớp méo như nào đó. Đứng góc độ này cả nhà sẽ thấy góc độ này đó, thì nó có chi hồi rất là hay, cái đầu nó có một chi hồi về rất là hay, chỗ đánh một cái tàn quá biết luôn cả nhà ơi. Siêu phẩm cho nên đúng quá, quá hiếm, hàng quá hiếm luôn. Rễ lắc lượng dữ dội nha, cái đoạn rễ này, cái đoạn rễ là co lắc gắt, rất là gắt luôn. Nó rễ này bầu rinh bao sống cả nhà nha, bầu rinh bao sống luôn. Cây rễ là dữ dội lắm, tại mình đã lấy cuối những cái đoạn rễ nó phải rễ rất nhiều. Đó. Cây chắc chắn phải sống rồi, không có đường nào chứ. Rồi quay một vòng với chị ơi, để lên clip cây khác luôn. Đó, siêu phẩm cả nhà nha. Đó. Rồi em xin xuống clip cái này luôn. Đó, trong ngày hôm nay thì có những cây rất là độc lạ nha, cây cực kỳ là độc lạ, quýt luôn, quá quýt. Đây hàng đế, đế độc không nha, đế độc không, cái này hàng đế độc không. Rất là quýt, bữa nay hàng là rất ok. Bữa nay lên clip hơi trễ xíu do bữa nay trồng cây vô khách á, mà bữa nay là cây dữ không. Rồi tranh thủ đi. Em buông ra thử quá. Cho nó ngã vô đó luôn, cho ngã vô đó, lên lên lít nữa cho nhanh nè. Rồi cứ chịu đó, đỡ đi, đỡ đi chú em vô phụ cho. Đó, nhanh lên để mình biết là cho kịp giờ nè. Đó, tụi này là những có những cây hàng huyết không ở nhà nha. Đó. Mạnh nha. Bóng cũng cá luôn. Nhanh lên đi vậy. Rồi tiếp tục là một cây vip cả nhà, xích vào tí được không? Được rồi thôi, không có cần. Đó, cây này là em trong đây là nó có ba cây, nó nằm một gốc thì nó nằm chằng chịt, nó như là một một nó dính liền nhau hết luôn rồi, nó chèn ép nhau, nó dính với nhau hết rồi.
Đây, bây giờ đo thông số trước, đo tổng luôn. Xuống nhanh nhanh lên, 65. Hoành là hoành tổng là 65. Rồi chiều cao luôn, nhanh lên chị. 86. Chiều cao là 86. Rồi, bầu đế luôn. Bầu đế là 53. 58 ha. Rồi, bầu đế là 58. Cây của bầu đế quá huyết luôn cả nhà. Cây bầu đế quá huyết luôn. Rồi, quay một vòng với chị. Đó. Cây là mình đánh một cái, mình chơi kiểu rừng là quá ok luôn. Đó, quá đẹp luôn. Cái này mình làm một kiểu rừng chơi cái một rừng quá đẹp luôn, này lên chậu rồi quá đẹp luôn cả nhà nha. Mai mà mình có dạng này là rất là hiếm cả nhà. Đó, hôm nay là có 3 cây. Hôm nay là cây to nhất nè, đây là cây to nhất nè. Đó, một bể cốt nè, cây này to nhất nè. Nó dính liền nhau. Rồi, đây là cây nữa nè. Mà rễ nó đang xen với nhau hết cả nhà thấy không? Bộ đế là quá tạo cho bộ đế quá biết luôn. Rồi, cây MT2. MT2 này em giao đu với cả nhà là 3.000k. 3.000k cả nhà nha. Rồi, em xin phép được xuống clip về số 3. Cây này là cây số 3 này nó có như là xù cả nhà. Nó lên như là lên xù luôn. Đó. Cái này. Đó. Cây này đế đẹp không cả nhà nha. Bữa nay là về lô đế đẹp không ha. Đấy, bữa nay là đế quyết quyết không. Đây là cái cũ nha cả nhà. Đây là cây cũ nè, còn hiếm nè. Đó. Còn cây đây, tiếp tục là cây MT3. MT3 là cây, một cây rất là quái. Phải nói là quá quái luôn. Ở đây có cái rễ nó đầm lên, nó không có tốt, mình loại bỏ luôn. Tại hai cái bộ rễ này quá rất là đẹp rồi. Rồi, vô thông số luôn chị. Đó, cây này đẹp quá. Cái rễ này nếu mà mình không thích thì mình có loại bỏ nó cả nhà. Nhưng mà mình thấy cái rễ này cũng duyên, nó duyên lắm. 45. Hoành 45. 47. Cao là 47. 38. Bầu ngang là 38. Cái bầu này nó hơi hột xài cả nhà nha. Ngang bên đây thì nó là 55, còn ngang đây 38 hơi hột xài do cái bộ đế nó là nó bộ đế nó quái. Rồi quay một vòng con chị ơi. Cái cây này da rất là đẹp cả nhà nha. Cái cây này da rất là đẹp. Da nó kiểu lên xù xù cả nhà. Nè. Đã cạo kỹ rồi mà nó vẫn không hết, nó là như vậy luôn cả nhà. Như là nó xù cám vậy đó. Nó cây rất là duyên nha. Đó, thấy không? Rất là duyên, chi chốt rất là giót luôn. Đó, chi chốt rất nhỏ. Cây này là bao sống hết cả nhà nha. Bỏ tiền số tiền ra chơi thì mình không có sợ cái ngại ngùng gì chứ, không có sợ chết cây gì chân nha. Đó. Rồi, quay vòng chị. Đó, chi chốt rất là nhỏ luôn. Rất là hay. Cây quá ok cả nhà. Quá ok luôn. Đó. Rồi, quay một vòng nó luôn đi. Rồi, em quay một vòng nó chuẩn bị xuống cây luôn nha. Rồi, quá, mặt này quá đẹp luôn cả nhà. Bộ đế nó rất là dịu luôn. Rồi, cây này em xin phép cho lưu với cả nhà là 2.000k. 2.000k em bao sống cả nhà nha. Bao sống. Cây chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Cây da xù quá đẹp luôn cả nhà. Nó sao nó xù lên xù xù quá đẹp luôn. 2.000k thôi, giá mềm mại. Rồi, em xin lấy xuống clip cây khác. Rồi, bỏ vô đây cho nhanh luôn nè. Bỏ vô đây cho nhanh chút một chỉnh nè. Cả nhà đừng rời mắt trên màn hình nha. Mình để em tiếp tục lên một cây nữa, cây hai cây nữa. Bữa nay là cây đế đẹp không? Bữa nay là tha hồ cho anh em đam mê lửa. Đó. Bữa nay là toàn là cánh cây đẹp không? Rồi. Đó, tiếp tục. Cây này là MT4. MT4. MT4 này là một gốc một củ. Một cái củ. Một cái củ. Đó, một củ mà nó lượng. Đó, chi chốt rất là nhỏ, cây này rất là duyên nha, mình chơi trực lắc là quá ok luôn ha. Cái này chơi trực lắc là ok luôn. Thấy có cái rễ đây nè, thật sự là em cũng không có ưng cái rễ này, nó cắt nhưng mà cái mình có cái rễ nhỏ nhỏ đây nuôi cho nó mạnh cây. Còn nếu mà anh nào không thích thì nó cũng không sao. Thấy cái này cũng tùy anh em nha. Đó, cái này cắt ra thì cái này nó sáng hơn, nó thoáng cây hơn. Rồi, vô thông số không chị. Rồi, mình loại cái cọng rễ vô đây nè. Rồi. Đó. Những cái rễ này mà 44. Rồi, khoan để em tiếp tục em cắt cái rễ này ra cho cả nhà giờ nó thoáng cây hơn.
Thật sự là cái rễ này nó cũng không cần thiết mấy để mình giữ. Đó, để gì mình để. Hoành bao nhiêu chị? 44. Hoành 44. Rồi, chiều cao luôn. 47. Chiều cao là 47. 46. Bầu đế 42. Bầu đế là 42 cả nhà nha. Bầu đế 42, thật sự 42 là nói chung mình đo chưa chuẩn cả nhà. Ngang đây là đo ngang đây phải 45, tại bầu lúc nào cũng đánh 45 50 không à. Ít có 42 lắm. Rồi, quay vòng cho chị. Cây là bầu đế. Bên đây là có một cái lũa trong đây cả nhà. Cái lũa đây. Đó, lũa ở đây. Cái này mình chám nhẹ một ngón tay vô là hết nha. Nhỏ không có gì. Đó. Phần này làm chưa đục cho cả nhà, chưa có đục hoàn hảo. Nói chung là nó đã dốt rồi, mình gọt lại xíu nữa nha. Đó, chi chốt rất là nhỏ luôn. Chi chốt cực kỳ nhỏ. Đó, một củ. Cái củ lên rất là dốt. Chơi trực lắc là ok luôn cái nhà ơi. Bộ đế rất là đẹp nha. Bộ đế rất là đẹp, phần sâu lên nó đẹp hơn, nhưng mà tới rễ cám rồi, cây em bao sống nên em chỉ sồi tới đây thôi. Rồi, cái MT4 này em vô luôn với anh em là 1600k, giá mềm mại cho anh em dễ chơi nha. 1600k, trực lắc rất ok. Đó, 1600k giá mềm mại cho anh em vô luôn nha. Rồi, em tiếp tục xuống tiếp để em lên cây số 5. Cây MT5 này. Đây, MT5 là một cây quýt luôn cả nhà. Cái cọng rễ đây nè cả nhà. Cọng rễ đây nè, nó là quá ok luôn. Rồi, mà một lần nữa em xin nhắc lại nha, khi mà anh em nuôi cây bao sống á, anh em phải làm theo phương pháp của em nha. Đó, hiện tại như ví dụ cây này, em lúc trước em có quay rồi. Nó em vẫn một cây mai tàn, tàn to khủng lắm. Nhưng mà em vẫn nuôi trong bầu, rất là ok. Thì nhiều khi anh em biết cái mai cát anh em làm không có kỹ á, dễ vỡ bầu. Nên anh em hãy làm theo em đi. Đó, làm theo cách em hướng dẫn, anh em nói nhiều anh em đã trồng sống rồi. Nói chung là em bao sống mà, nói chung là không có sự cố gì. Chứ anh em đừng tự ý làm rồi nó có nhiều cái khúc mắc anh em mình khó nói nhau làm cho buồn anh em. Rồi em cũng phải đền cây cho anh em, nó cũng tội cho em. Đó, đây là một cây dáng bay. Dáng bay hồi đầu. Dáng bay hồi đầu cây quá quýt luôn cả nhà. Rồi, vô thông số luôn chị ơi.